Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và hôm nay bên mình sẽ test và giới thiệu tới các bạn một bộ dàn chuyên dùng cho karaoke kẹo kéo ngoài trời, trị giá 35 triệu. Bên mình dàn này mình bán cho khách hàng ở Gia Lai. Với cấu hình này thì bên mình đã đi là một cặp full JBL SRX 715 và một cặp xúc JBL 718. Trong video các bạn đã xem. Dàn đẩy thì bên mình đang đi, thứ nhất là một bàn mixer 8 line Soundrack FX8. Thứ hai là một con vang số của hãng JBL X5. Thứ ba là một bộ micro không dây Shure UGX10 2 la mã. Thứ tư là một cái EQ DBX231. Thứ năm là một cái code server phân tần DBX223XL và hai cục đẩy CA20 48 sò và một cái kệ máy. Và khi các bạn mua cái bộ dàn này thì sẽ được tặng khuyến mãi toàn bộ dây kết nối. Với cái cấu hình này thì các bạn đi cho thuê kẹo kéo ngoài trời rất là hay, tiếng rất là rõ, mic rất là nhẹ và không, và đặc biệt chống hú rất là tốt vì mình sử dụng vang số. Giờ mình sẽ test thử cái âm thanh của nó cho các bạn nghe. Thank you.
Với cái cấu hình này thì các bạn đi kẹo kéo rất là hay. Tiếng nhạc rất là lực, mic rất là sáng và rõ và hát rất là nhẹ. Đặc biệt là trống hú rất là tốt nha các bạn, tại vì dàn này mình có sử dụng vang số. Giờ mình sẽ thử cái trống hú của nó cho các bạn xem. Đấy, và hiện tại bây giờ là micro đang đứng trước loa khoảng 20cm thôi. 1, 2, 4, 5, 6. Mình cho thử một xíu echo lên. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2. Đó, và bây giờ mình đã đưa echo lên. 1, 2. 1, 2. Và nếu như các bạn đứng hát ở khoảng cách loa khoảng tầm 50cm thì chắc chắn là không hú. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.